số 3 là một trong những gương mặt ghi điểm chính của đội bóng này. Và câu trả lời của số 3 bên phía đội tuyển Việt Nam, Thanh Trí là người đã ghi điểm để giúp cho đội tuyển Việt Nam có được hiệp thắng 25-15. Sở trường của Thanh Thúy. Thứ hai cũng thuộc về đội tuyển Việt Nam. Hai không cho đội tuyển Việt Nam. Các đại diện đến từ các nền bóng chuyền khác nhau và đều là những nền bóng chuyền có tiếng nói ở châu Á để giúp cho đội tuyển trẻ Việt Nam có thêm những bài học kinh nghiệm cho mình. Phòng thủ tốt, tấn công hàng sau và phối hợp rất hay. Khán giả tại nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh đã rất hào hứng với pha phòng thủ rất chắc và sau đó là tổ chức tấn công với người dứt điểm thành công sau vạch 3m là Thanh Thúy. Đội một không thực sự tốt. Vừa rồi là pha dứt điểm của Kim Thanh. Tiếp tục là Kim Thanh. Hai pha tấn công liên tiếp của Kim Thanh ở vị trí số 2 nhưng đều không ghi được điểm. Di chuyển hợp lý của libero Kim Liên. Cuối cùng thì đội tuyển Việt Nam đã có điểm sau một phát bóng dòng to. Trước khi đội tuyển Việt Nam có điểm thì phải thấy là Kim Thanh đã có hai pha đập bóng liên tiếp nhưng không thể khuất phục được hàng chắn và phòng thủ của đội Vân Nam Trung Quốc. Và ở tình huống cuối cùng, Kim Liên với kinh nghiệm chắn của mình cũng là một trong những cầu thủ rất yên tâm trên lưới. Vừa rồi là một quả phát bóng ăn điểm trực tiếp của Thanh Thúy. Tiếp tục là quả phát bóng của chủ công mang áo số 3 bên phía đội tuyển Việt Nam. Rất khó chịu. Thay đổi hướng phát bóng. Lập tức gặp khó khăn. Quả phát bóng của đội trưởng Trà Giang. Cân bằng ở một trận kịch tính nhưng huấn luyện viên Tuấn Kiệt vẫn để hai cầu thủ trẻ ở hai khu công đó là Nguyễn Thị Trinh và Lưu Thiểu Huệ tiếp tục cùng thi đấu ở những thời điểm then chốt và điều đó đã giúp đội tuyển Việt Nam giành được chiến thắng. Và thấy là huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã rất tự tin, đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ, không mạnh dạn sử dụng những cầu thủ trẻ và không hề thay đội đội khu công chính là Bùi Thị Ngà và Trà Giang vào sân. Họ vẫn tin tưởng vào những cầu thủ như Lưu Thiểu Huệ và Nguyễn Thị Trinh để giúp cho những cầu thủ này có thêm được Kim Thanh cùng với libero Kim Liên, đó là bộ khung chính và được coi là đội hình tốt nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Những cầu thủ trẻ là có sân và chân chơi thay.
Đây là một cơ hội ghi điểm nữa. Vẫn còn. Kim Thành nhiều chuyền bị thù vào trong quá nhiều khiến cho Kim Thành không thể có được cơ hội dứt điểm. Thanh Thúy. Đây là một tấn công chủ lực của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Chiều cao 1m90 giúp cho Thanh Thúy luôn thấy được sự nổi trội của cầu thủ này trong những pha tấn công ngoài biên. Thanh Thúy vừa ghi thêm một điểm nữa cho đội tuyển Việt Nam. Không. Rất là pha ghi điểm của Trần Thị Thanh Thúy. Đình Chi thực hiện động tác nhảy chuyền đưa bóng vào tầm thuận lợi để cho Thanh Thúy bật lên dứt điểm. Cứu bóng tầm thấp của libero bên phía câu lạc bộ Vân Nam Trung Quốc. Đập bóng uy lực. Một pha xử lý tinh tế và cũng rất tỉnh táo của Bùi Thị Nga. Tiếp tục là pha phối hợp giữa Linh Chi và Bùi Thị Nga. Cần tổ chức tốt tình huống này. Một pha bóng mà chuẩn. Điểm số cân bằng 5 đều. Trực tiếp một hướng bỏ bóng không hợp lý của số 16 Orinteva, chủ công và các phụ công, thì khi đó khả năng phối hợp chiến thuật của đội tuyển Việt Nam sẽ biến hóa hơn. Rất hay. Và một phương án tấn công đa dạng với pha xử lý từ sau vạch 3m của Thanh Thúy. Người thay thế Kim Huệ với những quả đánh bóng một chân ở vị trí ngoài biên. Rất tiếc là Bùi Thị Nga bị chấn thương và phải rất nỗ lực, mất một thời gian hơn một năm, Bùi Thị Nga mới có thể quay trở lại tập luyện và thi đấu. Và với nỗ lực của mình thì Bùi Thị Nga đang ngày càng lấy lại được phong độ đỉnh cao của mình. Một tình huống bước một không tốt của Belova. Đội tuyển Việt Nam trong những phút đá qua cũng phát bóng tấn công chiến thuật rất hay. Ở cầu phát bóng của Trần Thanh Thúy thì đội tuyển Việt Nam cũng đang lên điểm rất ấn tượng. Và tiếp tục tấn công vào vị trí bên phía libero của câu lạc bộ Antey Kazakhstan. Video xuất sắc nhất hiện nay của bóng chuyền nữ Việt Nam. Điểm mạnh của Kim Liên đó là khả năng phán đoán, sự di chuyển nhanh nhẹn và một lối chơi lăn xả. Dứt điểm rất uy lực của Thanh Thúy. Tiếp tục là quả phát bóng của Kim Thanh. Kim Thanh đã cho thấy những tiến bộ của mình trong máu đội tuyển quốc gia. Và đó là lý do vì sao mà huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã luôn để Kim Thanh thi đấu chính thức trong đội hình đội tuyển Việt Nam trong vai trò đối chuyền. Tình huống theo chắn tốt. Và đập bóng. Vẫn còn. Bóng vẫn trong sân. Đây là cơ hội tổ chức phản công. Nhưng đường chuyền bị xa lưới. Thêm một cơ hội nữa cho đội tuyển Việt Nam. Tấn công hàng sau tốt của Thanh Thúy. Lần này thì Linh Chi quyết định chuyền bóng ngược ra hàng sau, trong khi hàng chắn của các cầu thủ Antey lại dồn ra ngoài biên và đã bị lỡ nhịp. Một pha chuyền bóng xuất sắc của Linh Chi cho Thanh Thúy và đã khiến cho hàng. Đây là cơ hội để đội tuyển Việt Nam có điểm.
thêm một cơ hội nữa thì chúng ta có tận dụng được hay không? Pha đá bóng của Thanh Thúy rất nhanh, động tác thật nhanh tốt của Thanh Thúy, động tác ra tay rất nhanh, pha đánh bóng dọc sân cực kỳ uy lực, bóng rất vừa tầm để Thanh Thúy dứt điểm. 11-12. Sẽ lại tiếp tục truyền cho Batista và tiếp tục theo chắn thành công. Vừa rồi có hai cầu thủ chiều cao tốt nhất của đội tuyển Việt Nam theo bám chắn là Thanh Thúy và Bùi Ngà. Và bây rất có thể nếu một tình thế thuận lợi thì huấn luyện viên Tuấn Kiệt có thể sẽ trao cơ hội cho Nguyễn Thị Trinh. Lê Thanh Thúy và cả cây truyền hai Thu Hoài. Bé rất chuẩn góc đánh của đối phương. Tiếp tục chắn bóng thành công. 21 đều. Và dấu ấn trong 3 điểm vừa qua của đội tuyển Việt Nam có sức mạnh, nhưng Lưu Thị Huệ cũng đang thi đấu rất tự tin và đóng góp những điểm số quan trọng. Phối hợp chiến thuật rất hay. Chắc chắn là những khán giả khi theo dõi trận đấu này sẽ cảm thấy hài lòng khi chứng kiến một tập thể đội tuyển Việt Nam lúc này. Vẫn còn quá sớm để